Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục Tin nóng hàng ngày. Tuyển thủ Việt Nam gửi lời chúc mừng giáng sinh đến người hâm mộ. Trên trang cá nhân của mình rất nhiều cầu thủ đã gửi những lời chúc mừng giáng sinh đến người hâm mộ. Tối 25 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đá giao hữu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Trước đó, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng gửi lời chúc Giáng sinh đến mọi người thông qua trang cá nhân. Hồng Duy Công Phượng hào hứng khoe ảnh chụp cùng ông già Noel tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra tối 22 tháng 12. Tiền đạo quê Nghệ An nhận được giải cầu thủ được yêu thích nhất 2018 do khán giả bình chọn. Trước đó buổi tụ tập vui Noel sớm cùng đàn văn Lâm, Văn Đức, Công Phượng, Văn Hậu cũng được Duy Pinky đăng trên Story Instagram. Giáng sinh này, các cháu ước gì để ông cho hai con tuần lộc kia chiều lòng nào là lời nhắn hài hước của ông già Noel Đức Huy gửi trên mạng dưới bài đăng hàng trăm fan nữ để lời bình luận và nhắn nhủ của mình đến với cầu thủ. Không được ở bên gia đình dịp Giáng sinh, Quế Ngọc Hải trò chuyện với cô con gái nhỏ Sunny qua điện thoại. Ông bố trẻ đã gửi lời chúc đến vợ và người hâm mộ trên story Instagram. Trên Facebook cá nhân thì Trần Đình Trọng à, mong người hâm mộ có một Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên người thân. Cầu thủ này đang phải điều trị chấn thương không thể tham gia đội tuyển chuẩn bị cho Asian Cup 2019 vào tháng 1 tới là một trong những cầu thủ khỏe giáng sinh sớm nhất đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Trọng Hoàng được nhiều dân mạng khen đáng yêu, khác hẳn về ảnh mạnh mẽ của anh ở trên sân cỏ. Trong khi đó, bộ ba duy mạnh Thành Trung Đức Huy cũng dễ thương không kém khi diện trang phục ông già Noel. ban anh chàng giao lưu ký tặng phát quà cho các em nhỏ hâm mộ bóng đá trên sân hàng đẩy Hà Nội vào ngày 23 tháng 12. Chúc cô chú có một Giáng sinh vui vẻ an lành là lời chúc đầy đủ dấu hiếm hoi được anh chàng Hà Đức Chinh viết trên trang Instagram cá nhân, trang tiền đạo tạo dáng bên chú cúng cưng tên là đen của mình. Tiết lộ bí mật, cách mà huấn luyện viên Bắc Hang Seo đưa tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch AFF Cup năm 2018. Thưa quý vị, một năm trước đội tuyển Việt Nam rời Malaysia ở SEA Games cùng với thất bại 0-3, sau hơn 400 ngày, hướng luyện viên Bắc Hàng So đưa đội tuyển trở thành nhà vô địch. Nhờ nước cờ khéo léo này, Nhiều người phí von rằng huấn luyện viên Bắc Hàng So đã dùng đũa thần để đưa đội tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch. Và dưới đây là những chiếc đũa thần mà ông đã dùng khéo léo. Kỷ luật dường như là một phẩm chất riêng của người Hàn Quốc, nơi người ta ăn vội, làm vội, sản xuất và lao động chuyên nghiệp. Ở giải năm nay, các cầu thủ phải tuân theo đấu pháp và sự lựa chọn đội hình vì lý do chiến thuật, không có ngôi sao trong đội hình, không có vị trí nào là không thể đụng đến. Tính ra, chỉ bộ khung hàng thủ gồm thủ môn Phan Lâm, ba hộ vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng, cùng với tiền vệ Quang Hải luôn có tên trong đội hình xuất phát. Ngoài ra, chúng ta thấy hình ảnh cầu thủ trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ dường như là không tì vết, luôn ở mức chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Bắc Hàng So quán triệt từng hành vi biểu hiện trong và ngoài sân cỏ rèn luyện các cầu thủ khôn ngoan và lì đòn hơn. Vẫn dẻo dai khéo léo nhanh nhẹn, nhưng tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm 2018 gần như không ngáng đối thủ nào, nhất là ở cách lựa chọn đấu pháp và tiếp cận trận đấu. Trong những tình huống dẫn bàn trước hoặc là nắm lợi thế, đoàn quân của ông Bắc thường rơi vào thế bị vây đáp. Tuy nhiên, đội bóng khi rơi vào các tình huống lúng túng vẫn tranh thủ các cơ hội phản công. Không ít chuyên gia cho rằng, ông Bắc không chỉ truyền nhiệt cho cầu thủ mà còn giúp họ hạ nhiệt mỗi khi rơi vào thế khó. Sau mỗi lần dẫn bàn, ông bác điều tra sát biên, chia đôi bàn tay quyết liệt như kéo những cái đầu, lúc nào cũng nóng của Phan Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải ở lại trên mặt đất. Khả năng dùng người Trong đội tuyển, cơ hội được mở ra cho tất cả cầu thủ. Một mặt, các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để giữ phong độ và vị trí. Một mặt, ông Bắc phân bố sức lực và sử dụng được năng lực của toàn đội trong mỗi tình huống cụ thể. Giả sử Anh Đức được thi đấu trong trận bán kết được đi, chưa chắc thể lực của chân suốt kỳ cụ này được đảm bảo cho trận lượt về. Trong khi đó Đức Huy, Huy Hùng Hùng Dũng, Hồng Duy, Công Phượng Tiến Linh đều được trọng dụng trong từng thời điểm và phát huy được năng lực dù thường xuyên phải cạnh tranh vị trí. Ông bác không ngần ngại chọn Văn Đức, Văn Lâm và cả Quế Ngọc Hải cho những vị trí quan trọng nhất đội, cho dù đội bóng áo đỏ không thiếu những cái tên đáng chú ý khác ở cùng vị trí. Ở những giây cuối cùng trong trận chung kết lượt về, ông Tung Xuân Trường vào thay Hùng Dũng. Trong tình huống này, Đức Quy hoàn toàn có thể là người vào sân thay Xuân Trường. Khi ở trận lượt đi, Đức Quy có một trận đấu xuất sắc với khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Xuân Trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng với tính chất của một tình huống thay người giúp kéo dài thời gian bóng chết, ông Bắc muốn dành cho người đội trưởng của U23 Việt Nam một cơ hội được tin tưởng để phấn đấu tiếp. Tuyển Việt Nam được thưởng 25 tỷ đồng tiền mặt, tất cả chuyển về VFF. Thưa quý vị, sau khi giành chức vô địch, AFF Suzuki Cup năm 2018 tính sơ bộ, đến chiều ngày 16 tháng 12, đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Bắc Hang Seo sẽ được thưởng khoảng 25 tỷ đồng tiền mặt. Đội tuyển Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau khi giành huy chương vàng AFF Cup năm 2018. Thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo lần thứ hai trong năm nhận cơn mưa tiền thưởng vì thành tích đã mang về cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên khác với lần huy chương bạc U23 châu Á, đội tuyển nhận được quá nhiều phần thưởng là hiện vật. Các nhà tài trợ chủ yếu tặng tiền mặt cho đội tuyển khi giành cấp vô địch AFF CC Cup năm 2018. Các nhà tân vô địch nhận được phần thưởng 300.000 đô la Mỹ, tương đương 7 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành cúp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thưởng cho thầy trò Bắc Hang Seo 1 tỷ đồng. Từ đêm ngày 15 tháng 12 cho đến nay, nhiều doanh nghiệp ngân hàng trong nước đã thưởng cho đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Bắc Hang Seo số tiền mặt rất lớn. Cụ thể, Thaco Trường Hải thưởng 2 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ cho huấn luyện viên Bắc. TB Bank thưởng 1 tỷ đồng, Vinaphone thưởng 1 tỷ đồng, Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng, Asanso thưởng 1 tỷ đồng. Tiền đạo Anh Đức được thưởng 1 tỷ đồng từ Euro vì đã ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất vào lưới Malaysia. Anh Đức còn được thưởng một căn hộ tại Phú Yên từ một doanh nghiệp. Trước đó sau trận chung kết lượt đi, thông tin từ VFF cho biết đội tuyển Việt Nam đã được thưởng từ VFF và các nhà tài trợ gần 6 tỷ đồng. Cầu thủ Nguyên Hùng được thưởng riêng 1 tỷ đồng vì ghi bàn đầu tiên vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt đi. Tổng số tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup năm 2018 tính đến chiều ngày 16 tháng 12 khoảng 25 tỷ đồng tiền mặt, con số này dự kiến còn tăng trong những ngày tới. ngã mũ trước huấn luyện viên Bắc Hang So và đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, trên hành trình đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2018, huấn luyện viên Bắc Hang So thể hiện rõ tài cầm quân xuất sắc với thành tích 8 trận bất bại. Người Malaysia yêu mến huấn luyện viên Tan Trinh Hoa và gọi thứ bóng đá của ông là Trinh Hoa Bon, một bản copy của Sadipon, huấn luyện viên của câu lạc bộ Chelsea và tứ bóng đá ấy đã khiến không ít người hâm mộ Việt Nam lo ngại, nhất là khi Malaysia đã loại Thái Lan ở bán kết và gỡ hòa 2-2 trước Việt Nam ở Bukit Jalil sau khi đã bị dẫn trước rất sớm. Nhưng ở Mỹ Đình, trong trận chung kết lượt về, huấn luyện viên Bắc đã giải thiên trên web bằng toàn tính chặt chẽ, cách chỉ đạo nhịp nhàng và uyển chuyển vô cùng. Phải nhìn nhận vào thực tế là Malaysia là đội bóng chơi kỷ luật chiến thuật, bài bản bậc nhất ở AFF Cup lần này. Họ chủ trương kiểm soát bóng, phát triển từ tuyến dưới và tập trung khai thác vào khu vực hành lang trong bằng tốc độ. Các đường sẽ trực diện và cả ưu thế thể lực, thể hình của những cầu thủ chơi ở biên. Lối chơi ấy đã phát huy tác dụng rất nhiều từ đầu mùa giải đến giờ và đa số các bàn thắng của Malaysia đều xuất phát từ khu vực ấy. Nếu không trực tiếp khóe được vào khoảng trống ở hành lang, ở trong mà đối thủ đầy trống, Malaysia cũng có thể kiếm được những pha đá phạt ở điểm đá phạt quanh đó vì chính tuyển Việt Nam cũng đã phải nhận một bàn thua trước họ ở trận chung kết lượt đi từ một pha dàn xếp đá phạt như thế. Nhưng huấn luyện viên Bắc Hang-seo đã giải thiên lối đá nguy hiểm ấy của Malaysia ngay tại Mỹ Đình. Khu vực hành lang trong đã được các trung vệ và những cầu thủ chạy cánh của Việt Nam kiểm soát rất chặt. Không có một khe hở nào để Malaysia có thể khai thác được khu vực thế mạnh của họ khi đoàn văn hậu Trọng Hoàng đã liên lạc rất tốt với Quế Ngọc Hải Duy Mạnh để tạo nên một bức tường thực sự. Malaysia chỉ có đúng hai đường căng bóng vào vòng 16m50 của Việt Nam trong cả trận đấu, nhưng hệ thống phòng ngự của chúng ta đã hóa giải rất tốt và không để lặp lại bất kỳ một sai lầm nào cho phép đối thủ có thêm cơ hội. Việc Malaysia phải sử dụng các đường tạt sớm đã cho thấy họ bế tắc ra sao trong việc khoét xuống hai biên của Việt Nam ở Mỹ Đình. Trong khi đó, việc tuyển Việt Nam chú trọng gia tăng sức ép ở biên trái cũng đã khiến mối liên hệ giữa Saquans và Sumari đã gần như bị cắt đứt. Điều đó khiến niềm hy vọng lớn của huấn luyện viên Tan Trinh Hoa là Sumare đã không thể phát huy tác dụng ở trận lượt về. Đặc biệt là khi hàng thủ tuyển Việt Nam đã có một trận chơi vô cùng tỉnh táo, nhất là ở vị trí của Quế Ngọc Hải và Đình Trọng. Và cũng chính là một lần khuyết vào vị trí biên trái, Việt Nam đã có bàn thắng sớm. Nói về bàn thắng này, chúng ta chỉ có thể dùng một từ duy nhất là đỉnh. Ở một không gian rất hẹp, Quang Hải thể hiện một đẳng cấp vượt ra ngoài tầm khu vực với cú tạt bóng đòi hỏi độ dẻo, độ nhạy, độ tinh tế kinh khủng. Và khi cả hàng thủ của Malaysia bị cuốn về phía gốc của Quang Hải, Văn Hậu và Văn Đức, cú bắt vô lê của anh Đức đã vô cùng tuyệt vời không kém. Đồ dẻo của cầu thủ được coi là hàng lão tướng của tuyển Việt Nam lúc này cho thấy chỉ có thời gian mới kiểm chứng được độ bền. Cùng ở thời điểm Việt Nam có bàn thắng ấy, ông bắc Hang-seo đã vô cùng uyển chuyển trên băng ghế chỉ đạo. Không thể phủ nhận được rằng, cầu thủ của chúng ta quá máu, quá hưng phấn. Chính vì lẽ đó, ở đầu hiệp 1 tuyển Việt Nam chơi hơi mạo hiểm, có khả năng sẽ bị cuốn vào nhịp chơi nhanh, mà Tan Trình Hòa mong muốn. Xong, ông bắc Hang-seo muốn các cầu thủ phải thắng chứ không phải là hiểu thắng. Những điều chỉnh kịp thời của ông đã giúp cho các cầu thủ điềm tĩnh trở lại, chơi bình tĩnh hơn, cầm bóng chắc hơn để tránh rơi vào bẫy mộng tan trình hòa mong muốn. Nhưng trong ánh sáng của ngôi vô địch đợi chờ sau 10 năm, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng vẫn còn động lại những nhược điểm khác nữa ngoài sự nóng vội mà các cầu thủ thể hiện ở đầu hiệp 1. Đó chính là độ chính xác trong các đường truyền của các tiền vệ trung tâm. Rõ ràng, nhiệm vụ lớn nhất của tiền vệ trung tâm phải là chuyên bóng với độ chuẩn xác cao. Có thể sức ép của trận chung kết của chức vô địch chờ đợi bao lâu đã khiến họ thiếu độ bình tĩnh vốn có. Nhưng sau AFF Cup là gì? Chúng ta còn ASEAN Cup ở đầu năm 2019, còn phân loại World Cup, những thử thách lớn hơn, cân độ chính xác lớn hơn. Tất nhiên đó là câu chuyện của tương lai sắp tới. Còn bây giờ là lúc chúc mừng và tạ ơn tất cả tập thể tuyển Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta phải tưởng thưởng và ngã mũ trước huấn luyện viên Bắc Hàng So. Người đàn ông từng rung rẩy nếp sau cabin khi tuyển Việt Nam đã ở vòng chung kết U23 châu Á ngày nào. Ông đã giải thiên trên Hoa thành công ở Mỹ Đình để bắt đầu một danh hiệu cho mình, một danh hiệu khẳng định đây chỉ Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.